vẫn vây bản chót đời chót của dòng Click anh em ạ, 6.300.000 anh em ạ. Anh em nó không có nhu cầu lên sóng đấy, thôi mình cũng phải tôn trọng khách hàng. Chấm đèn mới này, không có chấm đèn anh em, chấm đèn quá đấy, bao giờ cuối đời gặp Lan. Anh em quay vòng con chấm đen này cái. Con quay vòng đi. Đó bản 6 nan anh em nhá. 6 nan sơn zin máy zin. Cái này pha kính đẹp, đồ đã cứng cáp này. Đã sơn zin. Yeah. Bản cam dây nhá, bản 6 nan cam dây. Nó cùng đời dòng Click, nó sẽ song song với cái dòng của ai còn hết đấy anh em ạ. Đây. Zin zin đẹp zin đẹp, tất cả zin đẹp lốp mới. Hai bài trưng. Tay sách thay rồi sơn rồi. Tay sách sơn gì rồi. Sơn còn dưới là zin hết, sơn zin. Anh Trường Thấn xem SH màu cà phê ở trong nhà còn mấy con cơ anh em ạ. Đấy, tại vì em mới like rồi chưa được phép like lại. Anh chiều. Chiều em like lại cho. Anh Tuấn Trường nhá. Bỏ yên này dây tí anh em nhá. Nói chung cái xe này nó phải đồng mình sơn zin máy zin. Rồi bên này. Bên này gì? Ui xa, càng thơm thế. Cẩn thận đấy. Lên cho anh em 2.5 nhá. Anh em hết sức thông cảm. 63. Đất chùa Hải là 400 triệu mét. Vàng, xe máy đi vàng. Lên này. 63. Đây này mấy viên gạch này là 400 triệu mét anh em ơi. Đây này. Đấy, anh em tất cả anh em có thể là mình không dám nói gọi là múa diều qua mắt thợ đều có quy trình cho anh em ạ. Nhân sự nó phải dạy nhá, dạy này, dỗ này, dọa, giết. Không ba vấn đề đấy, bắt buộc phải có. Kể cả cơ quan nhà nước hay gì đấy thôi. Đúng rồi, nhắc nhở rồi, kỷ luật rồi, mẹ khởi tố. Nhưng mà cuối cùng là khởi tố. Đấy, bảo rồi không nghe. Một vòng đi nhá. Rồi, một chiếc 2010 mọi người nhá. Amulet 2010 bản form FI mọi người nhá. Rất là nhiều anh chị em thích form dáng này. Đấy, có anh chị em nào cùng quan điểm với em thích form dáng bản FI đời 2009-10 này không ạ? Bản 6 nan nha anh em nhá. Đấy, tem mác vẫn còn zin theo xe. Được spa sạch sẽ còn lành. Những nước đâu mắn đầy mặt này. Tem mác vẫn còn zin theo xe anh em ạ. Cái máy zin. Đây máy zin. Rồi, ra máy vẫn ra máy vẫn zin theo 18 xe. 18 triệu anh em nhá, 2010. Vâng, củ láp. Tôi bán 17 triệu đi thế. Lùi con này 1 triệu đi. Dạ vâng. Bán. Lùi 1 triệu đi. Phạt hoàng kia 5 triệu. Anh Phùng Thế Cường, anh phạt trên online này. Giờ này anh em này. Ôi xin lỗi xin lỗi. Con này là lùi bao nhiêu anh? À. Lùi bao nhiêu? Lùi bao nhiêu? Lùi 1 triệu. 17 triệu nhá. 17 triệu. 500 chứ anh? Rồi anh em chờ em một xíu. Chốt ok anh. Hai anh em thống nhất là em đứng đây. Em chào anh em cả nước anh ấy. Chào anh. Thôi anh. Em không nhu cầu. Giá cả là bao nhiêu? Bây giờ là em anh. Là chính xác là bao tiền bán? 63. 63. Anh chốt với em từ đầu thì anh em mình gặp được thế thôi. Cái đời không khô. Thế thôi em cho vào viết giấy bán đi nhá. Vào đây em ơi. Okay. Hai em đi cùng đi ạ. Bán nó con màu xám khói đấy. Bán lấy gì đi? Xe 6 nan nhá bản. Một chiếc đây. Mặt đầu. Elite. Một chiếc Elite 50cc dài gốc xin sinh viên không cần bằng anh em nhé. Ơi, thế thì ngồi ấy rồi thấp nhất rồi. Elite 50cc dành cho các bé đi học đấy ạ. Cũng được anh Bá Dung nhá, cũng được. Anh liên hệ video đang phát trực tiếp hộ giúp em ngay. Anh Hùng Nguyễn báo giá rồi. Con đấy là 19 triệu rồi. Giờ đích 19 triệu Dream 13 năm rồi. Alpha trả lời rồi. Dream hơi bị ngắn xe. Nguyễn Văn Yên. Không sao. Elite 50cc. Em ơi SH tắt mấy con đấy. Màu đen có, màu đỏ có anh em nhá. Màu đen có, màu đỏ có luôn cho các bé lựa chọn. Các loại màu. Không đề được. Nó bảo nó cái gì nhỉ? Zin đồ trên anh em ạ. Này đẹp này mà. Quay vòng đi.
Chú Đức chú ấy đẹp nhỉ, con này đẹp nhỉ, Elite đẹp nhỉ. Vâng, 50 cm. Nhìn như tem tách nhầm nhé, ngôi sao. Thôi con ở lên sau đây phải thế. Không sao đâu, kệ không sao. Nó không sợ đâu mà. 50cc không cần bằng nha anh em nha, biển 19AF03362. Giá bao nhiêu? Anh chờ tí. Em ơi con này nổ máy con này. Sao con này sao anh 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng. Đấy anh em quan tâm. Mua cho các đấy, con. Em để nổ không? Chắc cái không tắt để sao? Không tắt. Elite 50 nha anh em nhé. Mua cho các con đi học tầm này là những cái dòng xe mà các bố các mẹ đang tìm mua cho các con. Cái dòng xe nó rất là 2021 hơn 5.000 cây, 5.800 cây. Chú Kiên là mua 210.000 anh em nhé, giá nhập vào rồi. Cho đá chém gió có mua anh nhé. Chú Kiên cộng với cháu 2 triệu. Đấy, tinh thần đấy. Sao con này, sao nó không... À đây được đây. À được. Ừ đề ngon này. Nhấp gì đúng không? Đây đề ngon rồi này. Hay là cái chổi than nhỉ? Quay được. À như kiểu chổi than đấy ạ. Bây giờ ngon rồi. À lại mất rồi. Em ơi chỉnh lại cho anh nhá. Con này chỉnh lại anh cho chỉnh xử lý luôn. Kiểu kiểm tra chổi than. Đây này. Đây, kiểm tra đề chập tròn, ghi rõ đề chập tròn, chổi than được. Nhấp vào đây là hết này. Nhấp đây là hết này. Chổi than. Đấy. Đấy, chổi than, xử lý chổi than. Nổ phát là ok. Anh ngon nhỉ? Động như dòng 2021. Có 5.000 cây này, êm hơn xe mới em nhá, êm hơn xe mới. Mở yên này. Ui, đẩy yên hay mở. Đẩy cái yên rất là điệu. Đây nhá. Đây gương, lóc gương đây nhá, lóc gương mà. Xin sạch này cho lóc gương, để đủ đây. Chào các cháu, học sinh sinh viên. Rồi anh trà đá chém gió anh lên trực tiếp nhá anh nhá. Anh cứ vào Belo Zalo bên em đi, xong là anh liên hệ trực tiếp với số hotline bên em, anh gửi hình ảnh cụ thể cho bên em, xong bên em báo giá cho. Hoặc anh cứ trực tiếp anh qua cửa hàng bên em cũng được. Có tiếng nhỉ? Có tiếng mà. 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Có tiếng mà. Được ạ, có tiếng. Có tiếng mà nhỉ? Dạ, ok anh ạ. Màu đen có rồi anh em nhé, bây giờ lại có màu đỏ trắng. Đấy, dành cho anh em thích Elite bao nhiêu. Con Elite đấy vừa xong là 13 năm anh nhỉ. Elite vừa rồi đâu. Mười mấy nhỉ? 143 cộng 2 triệu. 143 cộng 2, 16 triệu 300 anh em nhé. À, em mua nhà anh chị mấy con rồi à? Ok anh trà đá chém gió. Đây, màu đỏ trắng nổi bật, cũng là 50cc dành cho các bài bé 29. Đi học. Elite con này rẻ hơn nhé, con này 2019 thì rẻ hơn, mình bán ra 14 triệu. 14 triệu đồng anh em nhá, một chiếc Elite 50cc dành cho các bé. Mấy loài nữa xong. Đời này thì đời 2019. Đấy, biển thì biển 17 anh em ạ. 17 AA 31566. Lúc mua thì máy nọ máy kia, lúc bán thì con nào kêu cũng ngon và chất. Đúng rồi, con nào chất. Ok, anh trả đá chém gió nha. Mình dọn lè đẹp rồi, mình về mình không ngon, mình phải sửa sang ngon lành để mà bán. Không sửa sang ngon thì bán được mặt tây. Thôi thì nói chung là xe nào mình ngon thì mình bảo ngon nhé. Không con nào không kém thì mình bảo kém luôn để anh em cho làm lại. Mình bán, đây con này máy rồi. SH em ơi. 12 SH. Mới nhỉ? Tiếng nhỏ à? Anh cứ ao ra xong anh vào lại giúp em là tiếng ok đấy anh Trần Tiến ơi. 14 triệu nhá, 2019. Chuột ớt.